Bây giờ đòi đi học rồi đó mọi người. Sang đeo cặp lấy giày rồi đi học. Rồi, ra đây mẹ đeo cho. Đây. Hai, chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với nhà Toản. Sáng hôm nay mình nấu cháo. Mình nấu cháo. Sáng nay mình dạy mình nấu cháo cá hoa, mình nấu cháo. Sáng nay mình dạy mình nấu cháo bí đỏ, nấm, cá hồi cho cái ti ăn, với lại hai mẹ con nó tưới cây đằng trước vườn á mọi người. Mọi người cùng xem nha. Giỏi quá, cái ti giỏi quá. Mẹ mang già vô, vứt hết rồi. Không thích đeo thì thả xuống. Cái ti tính đi đâu nè? Ừ, con gái tính đi đâu? Dạ con gái, cặp con đâu rồi? Ồ, con quăng cặp con luôn rồi hả Kitty? Rồi mẹ lấy cho. Mày lậm cặp lên cho bác à. Nên mọi người xem nè, Kitty nhà mình nè. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm là cứ dậy, chưa ăn sáng là đòi đi xuống farm chơi. Hả? Mới sáng sớm mà con cứ đòi xuống farm chơi rồi, chưa ăn uống gì luôn á. Có đi được không? Khó lắm. Bữa nay biết đi vòng, bữa hôm bữa là quẹo quốc quốc này nè, giờ biết đi vòng rồi. Muốn đi vô chơi với ông không? Hay là đi ra? Đi lên luôn đi, đi lên tận đi. Chưa ăn sáng mà đi giỏi ghê mọi người. Rồi cái tay xuống cha, cha với chó đi. Lấy ra được xe này cũng là scooter luôn rồi. Đây đi qua vòng ở đây, vòng ở đây. Rồi chó, rồi đi đi, chào chó buổi sáng đi. Nắm tay ba đúng không? Nắm tay ba đi. Nắm cà chua hả? Rồi để ba hái cho. Đừng có trái hả? À, thôi. Đúng rồi đó, cái đó không ăn, ăn không có được rồi. Đi đi. Đi kiếm dâu. Dâu đâu ra nữa, hết dâu luôn rồi. À bên đây này, cái tí bên đây có trái nè. Vườn dâu mà hết dâu rồi. Cái tí chào bà đi. À đây. Hết dâu rồi con, hết dâu rồi. Bạn kia cho một cái bánh. Mẹ cho một cái bánh. Cái bạn khóc. Cái ti sướng rồi đó, có bánh rồi đó. Mở hả, muốn ba mẹ ăn nè. Gặp ai gì cũng xinh hết trơn á. Đi cái ti. À, đi ra kia ba mở, đi ra kia ba mở, đi ra kia rồi mở. Đi. Mắc cỡ. Được cô cho cái bánh rồi. Được cho cô cho cái bánh. Xong rồi
xong rồi đòi ăn, cái nó ba bé lên nhà ăn nha, cái đồng ý. Chứ nếu không có bánh là đòi chơi với nữa. Kitty xe qua đây nè, mắc cỡ rồi hả? Kitty, Kitty ơi, ê, nhìn nè, Kitty nhìn nè, mắc cỡ. Vừa bé Kitty vừa leo dốc mệt quá, sáng sớm chưa ăn uống gì hết. Mình nhân cái này tập thể dục đã nè. Một, hai, một, hai, một, hai. Cái tay khôn lắm mọi người. Đi xuống dốc thì đi, còn đi lên dốc thì bắt ba bé, chứ không có chịu đi nữa. Khôn như con ở quê Ba Đài. Mệt quá. Cái tay trèn đi, trèn lên. Giỏi. Rồi, lên. Bánh nè. Bánh nè. Nè, vô đưa cho mẹ đi. Vô đưa cho mẹ lột. Vô đưa cho mẹ. Mẹ ở dưới bếp á. Mở ra cho nha. Cho mở cho bé nha. Nhờ được cô cái cho cái bánh nên là mới chạy lên sớm đó. Không mà ở dưới đó nữa rồi. Con ăn đi. Ba cảm ơn ba mang nè. Đây. Sáng nay mình nấu cháo bí đỏ. Sáng nay mình nấu cháo bí đỏ nấm hương. Nấm hương với lại cá hồi cho Kitty. Cháo bí đỏ, nấm hương, cá hồi. Còn đây là nước tương tamari. Bữa nay nhà mình chuyển qua nhóm mình ăn nước tương tamari. Ướp với lại nước tương tamari rồi bỏ vô cháo nha. Còn đây là hạt nêm ngũ bàn đó mọi người. Hạt nêm ngũ bàn này là nó từ những cái củ ngũ bàng, từ những củ ngũ bàng nấm hương nữa. Cái này là loại tự nhiên nè, mọi người có thể chuyển qua mình ăn bột nêm ngũ bàng á, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những cái cháo kia. Đúng rồi, cháo. Thôi nè, để khoái lên nè. Cháo. Cháo cá sống đưa cho ba con. Cái tay đói lắm rồi. Thì đó mà. Thích ngồi bàn vậy á. Bữa này chơi lớn luôn mà. Ngồi trên bếp chứ. Nhâm nhâm. Ngon. Cái bột nêm này á, nó ngọt lắm mọi người. Cái vị nó ngọt tự nhiên á. Nó ngọt mà dạng ngọt thanh á. Đây, nhìn cháo hấp dẫn quá rồi nha. Kitty thích ăn cháo đặc. Rồi, xong, đi lên nha. Ăn sáng xong rồi mọi người. Bây giờ sẽ up quay video cho mẹ. Kitty ăn sáng xong mặt vui dữ vậy á hả? Kitty bye bye các cô, các chú, các bác đi. Bye bye. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của nhà Toản nha. Mọi người chưa đăng ký kênh, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho gia đình mình nha. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Bye bye. Bye. Bye bye.